xét xử trùm ma túy Tàng Cang Nam và đồng bọn. Sáng ngày 8 tháng 12 năm 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Tráng A Tàng, tức Tàng Cang Nam, 33 tuổi, ở thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, và 11 đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên sơ thẩm lần này, luật sư Phạm Tường Long, đoàn luật sư Hà Nội được chỉ định bào chữa cho bị cáo Tráng A Tàng. Trong buổi sáng, các bị cáo cùng những người có mặt tại phiên tòa đã được nghe đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh công bố bản kết quả điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Bản kết luận khẳng định không có chuyện Tráng A Tàng và đồng bọn bị mớm cung hay ép cung. Đồng thời, một số tình tiết khác như bất động sản của Tàng Cang Nam tại Hà Nội, tại tiểu khu 70, thị trấn Nông Trường, Mộc Châu cũng được làm rõ. Tham dự phiên tòa, ngoài gia đình bị cáo còn có các luật sư bào chữa và rất nhiều phóng viên đến đưa tin. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo.